Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến trường Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 5 tháng 9, nơi chúng ta sẽ cùng bàn luận về chiến thuật và các bước đi của cả hai bên trên chiến trường dưới góc nhìn quân sự cơ bản. Chúng ta sẽ bắt đầu tại khu vực Robotin, nơi đang không nhận được sự chú ý nhưng các lực lượng Nga vẫn đang âm thầm đạt được những thành công nhỏ nhưng cải thiện vị trí đáng kể của họ trong khu vực này. Cụ thể là quân Nga đã chiếm được các vị trí quan trọng ở phía đông bắc của Robotin, và họ đã thành công trong việc kết nối toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên từ hướng đông sang phía tây. Tuyến phòng thủ này bắt đầu từ tây bắc Verkhov và kéo dài đến đông bắc Robotin. Với việc hoàn thành tuyến phòng thủ này, quân Nga đã củng cố đáng kể khả năng phòng thủ ở khu vực Robotin, làm cho chiến tuyến ở đây gần như trở lại trạng thái mạnh mẽ như ban đầu trước khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Hay nói cách khác, điều này có nghĩa là các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ đi phòng tuyến này trong suốt mùa hè đã trở nên công cốc, và cuộc phản công này đã trở thành một thất bại rõ ràng không thể chối cãi. Mặc dù vẫn còn một khu vực nhỏ chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thế nhưng mình tin là sớm thôi họ cũng sẽ hoàn thành. Điều này không chỉ củng cố vị thế của Nga trong khu vực mà còn đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong việc tiếp tục tiến công hoặc bảo vệ các vị trí đã chiếm được. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang khu vực Brest-Chitivka trên chiến tuyến, nơi đã có được những diễn biến quan trọng. Người Nga thì đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Brest-Chitivka chỉ sau 2 ngày chiến đấu quyết liệt. Đây là một bước tiến quan trọng vì việc chiếm được thị trấn này không chỉ để củng cố vị thế của quân Nga, mà nó còn mở ra các hướng tấn công mới. Với việc nắm quyền kiểm soát Brest-Chitivka, người Nga hiện đang hướng mũi nhọn tấn công về phía Novoukrainka và Zolotaniva, với mục tiêu chính của họ là kiểm soát hoàn toàn tuyến đường cao tốc chiến lược nối từ Pavlivka đến Velika Novosinka, rồi từ đó mở rộng khả năng tấn công về hướng Vuleda. Điều này sẽ giúp cho Nga kiểm soát toàn bộ tuyến đường quan trọng trong khu vực và chuẩn bị cho các cuộc chiến dịch tấn công lớn hơn. Ở cánh phía Tây và cánh phía Đông của khu vực, giao tranh cũng đang diễn ra vô cùng dữ dội. Người Nga thì đã tiến gần hơn đến Vuleda và chiếm giữ được thêm một khu vực rừng quan trọng. Hiện khoảng cách nằm giữa các vị trí tiền tuyến của Nga là khu vực Hiệp hội làm vườn của Vuleda chỉ cách vỏn vẹn là khoảng 2 km. Điều này đã đặt nền bóng cho một cuộc tấn công lớn của Nga về phía Vuleda trong tương lai gần. Quân Nga thì hiện tại đang nắm giữ các vị trí chiến lược trong khu định cư Mykinsk, cho phép họ vượt qua tuyến sông ngăn cách với Palivka và Vuleda. Ngoài ra, họ cũng đã thiết lập các vị trí phòng thủ ở phía bắc gần khu vực rừng mà họ vừa chiếm giữ. Và xa hơn nữa về phía bắc, giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt trong khu vực mỏ than, một vị trí chiến lược mà cả hai bên đều muốn kiểm soát. Nếu như quân Nga giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực mỏ than này, họ sẽ mở rộng được mặt trận, tạo ra một vùng tấn công rộng lớn từ phía đông vào hướng Vuleda. Điều này sẽ cho phép họ triển khai các lực lượng một cách linh hoạt hơn, tấn công từ nhiều hướng và đẩy mạnh áp lực lên các lực lượng Ukraine, đặc biệt là trong các khu vực còn lại của Vuleda. Nếu như người Nga thành công trong việc tiến qua khu vực Brest-Chitivka, họ có thể sẽ mở rộng các hoạt động tấn công nằm dọc theo tuyến sông này, từ đó đẩy lùi các lực lượng Ukraine về phía Vuleda. Việc này sẽ cho phép Nga vượt qua sông ở nhiều điểm khác nhau trên cánh phía Tây của Vuleda, tạo điều kiện cho họ thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào cánh phía Nam của Vuleda và từ đó mở rộng thêm chiến tuyến cũng như tạo ra sức ép lớn hơn lên lực lượng Ukraine. Đồng thời, Nga đã khởi động một cuộc tấn công về phía Vodiana, nơi mà họ đã chiếm giữ thành công khu vực phía Nam và cắt đứt con đường tiếp tế ở phía Bắc của khu vực mỏ than. Với việc kiểm soát này, Nga có thể thiết lập một chỗ đứng vững chắc trong khu vực Hiệp hội làm vườn ở phía nam của Vodiana. Họ cũng đang đẩy mạnh các cuộc tấn công dọc theo con đường chính nằm giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine và Vodiana, cũng như ở cánh phía Bắc, nhằm chiếm được cánh phía Bắc của Vodiana. Với tình hình này, khu vực rộng lớn xung quanh Vodiana đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt. Trong khi đó, quân đội Nga thì vẫn đang nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này cùng với khu vực mỏ than ở phía tây Vodiana. Nếu thành công, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn các tuyến tiếp tế quan trọng ở phía bắc Vuleda và đồng thời mở rộng chiến tuyến có thể dẫn đến việc bao vây hoàn toàn Vuleda. Và hiện tại, chỉ còn một khu vực nhỏ ở Vuleda vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng không có con đường trải nhựa nào của khu vực này để Ukraine có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động tiếp tế. Mặc dù vẫn còn một con đường ở khu vực này, nhưng nếu Nga giành được quyền kiểm soát các vị trí phòng thủ cũng như khu vực mỏ than ở phía đông, thì họ có thể tiến về phía nam và tấn công cánh phía bắc của Vuleda, đồng thời dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát hỏa lực trong khu vực này. Nga cũng có thể lựa chọn tiến theo hướng tây
tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ của Ukraine từ phía đông nhằm tập trung vào những điểm yếu của đối phương. Đây có thể là một lợi thế lớn cho Nga, giúp họ tấn công hiệu quả hơn vào các vị trí kiên cố của Ukraine mà không phải đối đầu trực tiếp với hỏa lực mạnh nhất của đối phương. Nếu Nga giành được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này, thì con đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Và con đường này nối từ phía nam, nhưng Ukraine sẽ buộc phải di chuyển rất gần đến Palivka hoặc tìm cách vượt qua các cánh đồng phía tây Vuleda. Nhưng tuy nhiên, điều này không phải là lựa chọn tối ưu, đặc biệt là khi thời điểm mùa thu đang đến gần. Với thời tiết ẩm ướt và bùn lầy sẽ khiến cho việc di chuyển các khu vực này trở nên vô cùng khó khăn. Chuyển sang hướng tiếp theo của chiến tuyến, chúng ta sẽ đến khu vực phía nam Pokrov. Chúng ta sẽ gọi khu vực này là chiến tuyến Khurakhov. Tại đây, các lực lượng Nga thì đã mở rộng các hoạt động của họ theo ba hướng khác nhau. Đầu tiên, họ đã tiến vào một khu định cư ở phía đông Ukraine và đồng thời gia tăng áp lực về phía nam của Kalivka. Ở phía tây, họ đã chiếm giữ hoàn toàn Nevsk và toàn bộ tuyến phòng thủ năm 2014. Hiện tại, 100% tuyến phòng thủ năm 2014 đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Việc Nga kiểm soát hoàn toàn tuyến phòng thủ này là một thành tựu đáng kể, bởi nó đã từng trải qua toàn bộ các cuộc chiến kéo dài tại khu vực này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các hoạt động tấn công quy mô lớn của Nga trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, người Ukraine vẫn có thể tận dụng các vị trí gần chiến tuyến để phát động cuộc tấn công. Nhưng giờ đây, Nga đã biến khu vực này thành một khu vực bảo vệ. Và nếu Ukraine muốn tấn công, họ sẽ phải vượt qua khu vực này trước khi đối mặt các tiền tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. Kết quả là Nga cần ít binh sĩ hơn để phòng thủ và có thể dồn thêm lực lượng vào các cuộc tấn công khác. Điều này giúp các hoạt động tấn công của họ trở nên dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn. Với việc kiểm soát hoàn toàn tuyến phòng thủ năm 2014, Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể. Sự thành công này phần lớn là do quân Ukraine đã phải rút lui một cách chậm để tránh bị bao vây ở phía tây. Từ các khu định cư trải dài đến Krasnorodivka, quân Ukraine đã dần dần rút lui khỏi khu vực này, tạo điều kiện cho Nga phát triển các hoạt động tấn công từ Krasnorodivka theo hai hướng khác nhau. Và nếu Nga có thể tận dụng thời cơ, họ có thể biến Krasnorodivka thành một trung tâm tập trung lực lượng và tiếp tế, từ đó phát động các cuộc tấn công hiệu quả hơn. Họ cũng có thể cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine hoặc tận dụng sự rút lui này để tấn công vào những điểm yếu của Ukraine. Với việc quân Ukraine rút lui khỏi phần chiến tuyến này, rất có thể Nga sẽ giành được quyền kiểm soát hoàn toàn bờ phía đông của dòng sông Vovcha. Điều này sẽ bảo vệ cánh phía tây của Krasnorodivka và đảm bảo an toàn cho thành phố Donetsk trước hỏa lực pháo binh của Ukraine. Các vị trí pháo binh gần nhất của Ukraine sẽ nằm ở Khurakhov hoặc phía nam của Pobieda. Nhưng tuy vậy, nhưng những vị trí này quá xa để có thể gây ra mối đe dọa đủ lớn cho các khu vực chính của thành phố Donetsk. Nhưng tuy nhiên, Ukraine vẫn còn có các vũ khí tầm xa hơn mà họ có thể sử dụng để tấn công thành phố từ xa. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng với sự tiến triển lớn này, người Nga sẽ đạt được những lợi thế đáng kể để duy trì cuộc chiến. Điều này sẽ giúp cho người Nga củng cố vị thế của mình trên chiến tuyến, cho phép họ tập trung lực lượng một cách an toàn về hướng Hienik. Mục tiêu có thể là các đất lực lượng Ukraine đang rút lui hoặc tận dụng hoàn toàn cơ hội bằng cách tiến công vào Selidov. Nếu chiếm được Selidov, người Nga có thể tiến xuống phía nam dọc theo tuyến đường sắt để tiếp cận khu vực phía bắc của Khurakhov. Như vậy, chúng ta thấy rằng quân đội Nga rất có khả năng sẽ tận dụng và mở rộng các hoạt động tấn công của họ, và có vẻ như hướng tấn công chính của họ sẽ tập trung ở phía nam Pokrov. Nhưng tuy nhiên, khi mà lực lượng Ukraine rút lui thì áp lực từ phía Ukraine cũng sẽ tăng lên đáng kể nhằm làm chậm lại tiến độ của Nga và bảo đảm sự an toàn cho việc rút lui của binh sĩ Ukraine ở phía đông. Điều này cho thấy việc rút lui của Ukraine đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện để ngăn chặn sự sụp đổ của phần chiến tuyến này. Trong khi đó, ở khu vực chiến tuyến Torez, quân đội Nga cũng đã tiến công vào thị trấn Zhutba. Điều này được xác nhận qua các đoạn phim có định vị địa lý. Lực lượng Nga đã tấn công vào phía bắc của Torez trong một thời gian dài, nhưng tuy nhiên, không phải toàn bộ Zhutba nằm dưới sự kiểm soát của Nga, vì vẫn còn một phần ở phía đông do Ukraine kiểm soát. Với sự tiến triển này, Nga đã cắt đứt được phần lớn các tuyến tiếp tế của Ukraine, ngoại trừ một con đường chạy dọc theo bờ tây của sông Bakhmutka. Vì thế, mặc dù Ukraine vẫn hiện diện trong Zhutba, nhưng tuy nhiên phần lớn thị trấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngoài ra, quân Nga cũng đang tham gia vào các cuộc giao tranh nhằm giành các vị trí chiến lược ở cánh phía nam của Bakhmut và phía bắc của Torez để cải thiện vị trí của họ trong khu vực này. Họ đã tiến thêm một chút về phía đông của Chasivya, cố gắng chiếm giữ thêm các vị trí ở bờ tây của kênh đào gần đó.
Điều này nhằm mục đích mở rộng các tuyến tiếp tế của Nga trong khu vực và cho phép họ tập trung thêm lực lượng vào bờ Tây của kênh đào, đồng thời củng cố các hoạt động phòng thủ của họ. Quan sát khu vực Kursk ở phía đông bắc của Sudza, người Ukraine đang tích cực trong việc triển khai các đợt tấn công, đặc biệt là về phía đông của khu định cư Ruskaya Konopenka. Khu định cư này thì đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong suốt hơn một tuần qua. Nhưng tuy vậy, những người Ukraine hiện đang gặp khó khăn trong việc chiếm được khu định cư do Nga đã thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc và thực hiện các cuộc phản công để ngăn chặn sự tiến công của Ukraine. Nhưng tuy nhiên, người Ukraine một lần nữa đã vượt qua dòng sông và đang nỗ lực để giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư, đồng thời mở rộng các hoạt động tấn công xa hơn. Quân đội Nga đang sử dụng Ruskaya Konopenka như một vị trí phòng thủ quan trọng. Nhưng tuy vậy, các cánh đồng rộng lớn xung quanh khu định cư này tạo ra tương đối khó khăn trong việc tiếp tế cho người Nga. Nhưng ngược lại, nếu như người Ukraine chiếm được khu định cư này, thì điều đó có thể dẫn đến các sự tiến triển đáng kể hơn, hoặc thậm chí là họ có thể dễ dàng bao vây các vị trí của Nga ở phía Bắc. Hiện tại, người Ukraine có thể đang thực hiện chiến lược bao vây từ phía Nam và nhắm đến khu định cư nằm ngay phía Bắc của Ruskaya Konopenka. Vào trước đó, người Ukraine đã thử tấn công về phía Bắc của Martinovka, nhưng họ đã không thành công, và người Nga đã tái chiếm lại các vị trí trước đó. Điều này thì khiến quân Ukraine gặp khó khăn trong việc tiến công lên phía Bắc của Martinovka. Vì vậy, họ đã chuyển hướng tập trung vào phía Đông, nơi mà các vị trí phòng thủ của Nga có vẻ yếu hơn. Nhìn chung trên toàn bộ các mặt trận, đã có một vài những diễn biến đáng chú ý. Ở khu vực Donetsk, hiện đang chứng kiến những sự tiến triển lớn nhất của Nga, trong khi ở những khu vực khác, chủ yếu là các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và cuối cùng, ở khu vực Kursk, người Ukraine vẫn đang cố gắng phát triển các hoạt động tấn công, nhưng người Nga cũng không hề bị động mà đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các cuộc tấn công đó và duy trì sự ổn định ở khu vực này. Và đó là tất cả những gì có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.